một cú inbound rất bài của Hà Đông Hello. Bóng bóng đi vào sổ để mang về điểm số 87 cho Thăng Long Warriors. Mình lần chuyển bóng thủ tốt của Đà Nẵng Dragons gần đó là cú ném đầy lạnh lùng trên bóng cờ dành cho cầu thủ mang áo số 1 của Nha Trang Lofing và Nha Trang Lofing vươn lên. Hai kiểu khá khéo, một kiểu hit dần bóng rất nhanh khi bóng trở lại về tay của Viết Hà. Có bóng ở đường kia đã tấn công rất nhiều vào một chiếc đổ của đội chủ nhà. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Và ngày hôm nay tại nơi này sẽ diễn ra game đấu thứ 62 của VBA mùa giải 2023. Màn so tài giữa hai đội bóng đã vào vòng playoffs của giải đấu, đó là Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffaloes, một màn tập dượt của họ trước khi bước vào giai đoạn rất quan trọng của mùa giải. Lúc này thì các cầu thủ Nha Trang Dolphins đã chắc chắn sẽ tham dự vòng playoff với vị trí hạt giống số 3. Trong khi đó với các cầu thủ Hà Nội Buffalo, họ sẽ có được vị trí hạt giống số 1 nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Và thậm chí ngay cả trong trường hợp Hà Nội Buffalo để thua chỗ này thì họ vẫn có thể sẽ là hạt giống số 1 nếu như Sài Gòn Hit không đánh bại được Hồ Chí Minh City Wing trong trận đấu cuối cùng của nhà đương kim vô địch trong regular season. Vì Hà Nội Buffalo trước đó đã có thành tích đối đầu tốt hơn trước Sài Gòn Hit với thành tích là 2-1. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hà Nội Buffalo bước vào vòng playoffs với vị trí là hạt giống số 1. Đó chắc chắn là mục tiêu mà họ hướng tới ngày hôm nay trong bối cảnh bên phía Nha Trang Dolphins thiếu đi Dominic Thâm vì án treo giò. Và đây là matchup thú vị giữa Robert Sampson cùng Anthony January. Hai cầu thủ đều đang có phong độ rất tốt trong mùa giải này và góp công lớn giúp cho cả Dolphins và Buffalo vào playoffs. Xét về những chỉ số thì Robert Sampson và Anthony January có thể nói là không chênh lệch nhau quá nhiều. Dù về mặt lối chơi thì họ vẫn có những điểm khác biệt đôi chút. Robert Sampson là cầu thủ có khả năng đánh vòng ngoài tốt, trong khi January thì là cực kỳ mạnh mẽ ở khu vực dưới rổ. Mararius Gibb cũng sẽ là một cái tên đáng chú ý. Cầu thủ đang thể hiện một phong độ rất cao ngày hôm nay và ở game đấu gần nhất thì cũng đã có cho mình một bộ chỉ số triple-double với 17 điểm, 10 rebound và 10 assist. Gibb ngày hôm nay chắc chắn là một trong những cái tên sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội Buffalo. Sự kết hợp giữa Madaris Gibbs, Dominic Thâm và Robert Sampson tạo nên một big three rất khó bị đánh bại của Nha Trang Dolphins. Trong khi đó bên phía đội khách Hà Nội Buffalo, Đinh Thanh Tâm đang ngày một trở nên nguy hiểm hơn và cho thấy vai trò rất quan trọng của mình trong đội hình của Châu Thủ Đô. Bình quân mỗi trận mùa này, Tâm Đinh có 10,8 điểm, 5,5 rebound và 3 steal mỗi trận. Tâm Đinh ở thời điểm hiện tại không phải là cầu thủ có thể thi đấu bùng nổ trong cả trận, nhưng trong thời điểm quyết định, đẳng cấp của Đinh Thanh Tâm vẫn luôn được thể hiện rất đúng lúc. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphins thì Tâm Đinh cũng có cho mình 17 điểm, 8 rebound, 4 kiến tạo, góp công vào chiến thắng 88-74 của Hà Nội Buffalo trước cầu thủ Nha Trang Dolphins. Ngày hôm nay, nhà nói nếu như tiếp tục đánh bại được Nha Trang Dolphins thì Hà Nội Buffalo sẽ cầm chắc vị trí hạt giống số 1 để bước vào playoff. Và đó cũng sẽ là một sự chuẩn bị cực tốt về mặt phong độ cũng như là về tâm lý trước khi Hà Nội Buffalo bước vào những trận đấu có tính chất quyết định. Đây là lần thứ 3 hai đội chạm trán nhau và trong hai lần gặp nhau trước, mỗi đội đều đã có được một chiến thắng. Và niềm vui cuối cùng sẽ dành cho ai tại nhà thi đấu của Nha Trang ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và đây là những gợi ý dành cho đội chủ nhà trong mục tiêu đánh bại Hà Nội Buffalo, đó là phải bảo vệ bảng rổ bằng mọi giá, không để cho Đinh Thanh Tâm có được những tình huống vào tay ở khoảng thời gian quyết định của trận đấu và buộc Udo Sakwe cùng Anthony January phải thực hiện những pha nhảy ném và không cho họ có những tình huống áp sát vào bảng rổ. Về phía Hà Nội Buffalo thì tất nhiên khi mà đối thủ cần phải ngăn cản Osakwe và January đột phá vào trong thì tất nhiên đại diện thủ đô sẽ cần bộ đôi này có thể hoạt động thật hiệu quả ở khu vực hình thang, đặc biệt là vùng low post, cũng như việc các tay ném của họ ở vòng ngoài cần phải lấy lại được cảm giác ném 3 điểm tốt. Đây vẫn đang là một vấn đề của đội Buffalo nếu như họ muốn cạnh tranh được chức vô địch. Và cuối cùng là phải ngăn cản Madaris Gibbs
một trong những cá nhân có thể gây đột biến rất tốt. Tất cả đều đang rất sẵn sàng cho màn so tài tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với những diễn biến trong màn so tài tại game 62 giữa Nha Trang Dolphins và đội Buffalo trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Yo, 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 what's up, Nha Trang, what's up, VBA? Yeah, và một lần nữa xin được hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách mời và đông đảo các bạn cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang. Yeah, và rất nhanh chúng ta lại gặp lại nhau trên trận đấu thứ 6 tại sân nhà của đội Nha Trang Dolphin trong khuôn khổ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 5x5 2023. Và bằng tinh thần chiến đấu hết mình và sự đồng hành của tất cả các khoa fan thì đội của chúng ta đã xuất sắc giành được vị trí thứ 3 kiên cố trên bảng xếp hạng rồi. Chúc mừng các tuyển thủ của chúng ta nào. Và ngày hôm nay chính là trận đấu thứ 6 trên sân nhà của đội Nha Trang Dolphin. Như mọi người cũng đã biết, chúng ta đã xuất sắc giành được 5 trận thắng liên tiếp ngay trên chính sân nhà của mình. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như trận thứ 6 ngày hôm nay chúng ta cũng thắng luôn thì sao nhờ? Vậy thì tinh thần của các Aqua fan và FC ở đâu rồi? Cổ vũ mạnh mẽ hơn, năng nổ hơn cho các tuyển thủ của chúng ta nhé. Và ngay bây giờ vẫn chính là tôi, MC Neo. Và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay, DJ No, DJ Tudo. Và một linh vật cực kỳ đáng yêu của đội, Úc Phi. Và những cô gái nóng bỏng của chúng ta, Aqua Girl. Yeah. Vâng, và đó chính là những thành viên không thể thiếu của đại gia đình Nha Trang Dolphin. Và ngay bây giờ nhà thi đấu của chúng ta đã nóng hơn gần hết rồi. Tất cả mọi người sẵn sàng cho trận đấu ngày hôm nay chưa nào? Và ngay bây giờ xin được mời ra sân đội hình thi đấu của Hà Nội Buffalo. Yeah, let's welcome the visiting team of the Hà Nội Buffalo. Number 1, Đinh Tiến Công. Number 7, Nguyễn Tiến Dương. Number 11, Phạm Công Minh.
Number 20, Tô Ngọc Khánh. Number 23, Đinh Thanh Tâm. Number 25, Udon Osaki. Number 30, Nguyễn Huy Hoàng. Number 32, Đinh Toàn Quốc. Number 34, Phạm Đức Khi. Number 44, Anthony Jan Newbury Jr. Number 99, Vũ Việt Hoàng. Number 29, Trần Minh Hiếu. Và ông huấn luyện viên trưởng của đội chính là ông Eric Rashad. Mr. Eric Rashad is the head coach for the Hanoi Buffalo. Và ngay bây giờ đây, tinh thần của Aqua Fan đâu rồi? Tất cả mọi người hãy cùng nhau đứng lên, bật những ánh đèn flash của mình lên và cùng chào đón đội tuyển chủ nhà, Nha Trang Dolphins. Everybody make some noise, welcome our home team Nha Trang Dolphins. Number 2, Võ Huy Hoàng. Number 3, Madariowski. Number 6, Nguyễn Phúc Vân. Number 10, Phan Huy Khải. Number 12, Hứa Kỳ An. Number 13, Robert Sampson. Number 15, Sơn Minh Tâm. Number 27, Lâm Quang Sang. Number 77, Nguyễn Hoàng Phu. Number 84, Hình Vĩnh Quang. Go! Và ông huấn luyện viên trưởng của đội Predak Lukin. Mr. Predak Lukin is a head coach for the Nha Trang Dolphins, you know. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được giới thiệu tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Ông Aaron Kanet, ông Lê Phạm Trung Kim, ông Dong Hyun Lee và giám sát trận đấu ông Salvador Cortez Jr. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý và đông đảo các bạn cổ động viên, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên để làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, let's spend a moment for the national anthem before the match. Chào cờ, chào quốc ca. Và trận đấu chính thức được bắt đầu. Hai đội hãy cùng nhau bắt tay. Please handshake for our two team. Yeah, mọi người ơi, are you ready? Trận đấu ngày hôm nay sẽ là trận đấu cuối cùng trong regular season với cả Nha Trang Dolphins và Hanoi Buffalo. Đây là đội ra sân của Nha Trang Dolphins trong trận đấu ngày hôm nay với Madarius Gibb, Phúc Bình, Robert Samson, Hoàng Phúc và Huỳnh Vĩnh Quang. Trận đấu mà Dominic Thâm sẽ không thể thi đấu khi đã nhận đủ 3 lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, bên phía Hanoi Buffalo với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn có vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau regular season, huấn luyện viên Eric Rashad vẫn ra sân với 5 cái tên rất quen thuộc, đó là Đinh Tiến Công, Đinh Thanh Tâm, Udon Osakwe, Phạm Đức Kiên và Anthony January. Vẫn là những gương mặt đã giúp cho Hanoi Buffalo chơi rất tốt trong regular season ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất thì Buffalo đã có một màn thể hiện cực kỳ đáng thất vọng trước đội The Catfish. Trận đấu mà họ chỉ có một tình huống ném ba thành công sau 22 lần ra tay, và đó sẽ là điều mà châu thủ đô cần phải cải thiện trong chuyến làm khách tại Nha Trang ngày hôm nay.
Một trận đấu với tâm lý rất thoải mái dành cho Robert Sanson và các đồng đội. Ngày hôm nay, dù thiếu vắng đi đô Nguyễn Đức Thâm, nhưng chắc chắn là Nha Trang Dolphins họ sẽ bước vào sân với không một chút lo lắng nào cả. Bởi vào lúc này, mục tiêu và sự quan tâm của họ đang hướng về vòng đấu playoffs. Nếu như ngày hôm nay các thủ Nha Trang Dolphins nhận thất bại thì họ cũng sẽ xác định được đối thủ ở vòng playoff của mình, đó sẽ là Saigon Heat. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra cũng tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang vào ngày 8 tháng 9, trước khi Nha Trang Dolphins sẽ có hai trận đấu phải làm khách. Nhưng cũng có thể đối thủ ở vòng playoff của Nha Trang Dolphins sẽ chính là Hà Nội Buffalo nếu như ngày hôm nay Nha Trang Dolphins giành được chiến thắng và sau đó Saigon Heat đánh bại được Hồ Chí Minh City Wings trong trận đấu cuối cùng của mình ở regular season. Đường truyền của Tâm Đình từ Osakwe. Không được, một pha phòng thủ tốt của cao thủ Nha Trang Dolphins. Baladus Gibb đã có điểm cho Baladus Gibb. Điểm số đầu tiên thuộc về cao thủ Nha Trang Dolphins. Tốc độ rất nhanh và Osakwe ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Hai tình huống tấn công với tốc độ nhanh như chớp của hai ngôi sao ngoại binh bên phía Dolphins cũng như là Buffalo. Bóng tiếp tục trong tay của Madaris Gibbs. Robert Sampson, một ném ba không thành công của Big Man bên phía Dolphins. Osakwe tiếp tục vượt qua vị trí của Madaris Gibbs một cách rất thoải mái. Madaris Gibbs chưa có nhiều áp lực phòng ngự với Osakwe và đã để cho ngôi sao của Buffalo có liên tiếp 4 điểm. Đây là trận thứ hai liên tiếp mà cầu thủ trẻ Nguyễn Hoàng Phúc ra sân ngay từ đầu cho đội hình xuất phát của Nha Trang Dolphins. Trong khi đó, cái tên thay thế vị trí của Dominic Thâm đó là Nguyễn Phúc Vinh. Tiến công đối mặt cùng với Gibbs. Quyết định ném bà khá nhanh tới từ Madaris Gibbs và đó là quyết định không chính xác. Bóng đang thuộc về Anthony January. Bruno Sakwe. Đây là trận đấu thứ 13 của Osakwe tại VBA mùa này và trong 12 trận trước anh thắng tới 10 trận. Tiếp tục là điểm số của Udun Osakwe, cả 6 điểm của Buffalo vào lúc này đều thuộc về Udun Osakwe. Một sự điều chỉnh ngoại binh thực sự rất chất lượng của Hà Nội Buffalo kể từ khi Udun Osakwe xuất hiện. Hà Nội Buffalo đã có một sự thăng tiến đáng kể về thành tích thi đấu và bây giờ đang là ứng cử viên nặng ký cho vị trí giống số 1. Samson không có điểm cho Samson. Tuy nhiên nỗ lực giữ bóng của Osakwe lại trao thêm một cơ hội nữa cho Robert Sampson, vẫn không thể thành công. January thả dấu trượt của Anthony January. Tỷ số vẫn đang là 6-2 nghiêng về Hà Nội Buffalo. Gibbs và Osakwe đang có bóng khá nhiều. Trong khi đó Robert Sampson cùng với Anthony January lại tương đối nguội tay. Vừa rồi lại là một pha ném ba không tốt nữa của Madarius Gibbs. Gibbs đang ném tương đối nhanh và chưa có nhiều sự chỉn chu. Sau đó thì Osakwe có lần thứ hai liên tiếp chuyền bóng cho đối thủ. Nhưng ngay sau đó anh đã có một pha block với Nguyễn Hoàng Phúc. Đội tấn công lại đến với cao thủ Hà Nội Buffalo, January. Có điểm cho January. Một pha xử lý tốt dù cho Robert Sampson cũng đã cố gắng để có thể thực hiện được một tình huống block. Bruno Osakwe với 10 chiến thắng trong 12 trận đấu cho Buffalo, trong đó anh đã giúp cho châu thủ đô có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, một con số rất ấn tượng. Đường truyền của Vĩnh Quang và đây là cơ hội cho Hoàng Phúc. Ném không thành công ở góc không độ. Nha Trang Dolphins đang nhập cuộc không được tốt trong trận đấu này. Osakwe. Rất chính xác. Những điểm số của Phạm Đức Kiên. Liên tiếp những điểm số của đội Buffalo và Nha Trang Dolphins đã phải sử dụng quyền tham áo đầu tiên của mình. Dolphins khởi đầu tốt hơn với pha ghi điểm của Madarius Gibbs và cho tới lúc này đó cũng là tình huống dứt điểm chính xác duy nhất của đội chủ nhà trong trận đấu. Trong khi đó Đức Kiên vừa trở thành cầu thủ thứ 3 bên phía Buffalo ghi điểm sau một đôi ngoại binh đó là Osakwe và January. Đây là trận đấu sẽ giúp chúng ta xác định được hai cặp bán kết của VBA Playoffs trong mùa giải năm nay. Bốn cái tên đã chắc suất đi tiếp đó là hai đại diện của thủ đô, Hà Nội Buffalo cùng Thăng Long Warriors.
và Saigon Heat, nhà đương kim vô địch cùng với Nha Trang Dolphins, tập thể mà mọi đội bóng đều cảm thấy rất e ngại khi phải đối mặt. Dolphins như anh nói, họ sở hữu một big three vô cùng toàn diện: Robert Sampson, Madarius Gibbs cùng với Dominic Thâm. Và trong một lần phỏng vấn với Nguyễn Huỳnh Phú Vinh của Saigon Heat thì cầu thủ bên phía Heat đã nói rằng đối thủ mà Saigon Heat cảm thấy không muốn đụng độ nhất tại bán kết playoffs đó chính là Nha Trang Dolphins. Sáu điểm, ba rebound và một block, khởi đầu trận đấu rất tốt cho Udomo Sakwe. Bóng trong tay của Hoàng Phúc, đường chuyền quá cao, pha để mất bóng đáng tiếc của Hoàng Phúc. Tuấn Đình, Tuấn Đình tiếp tục có thêm những điểm số cho đội Buffalo. Đó là một tình huống mà Hoàng Phúc là người đối mặt với Đinh Thanh Tâm, và chúng ta đã thấy được sự chênh lệch giữa đẳng cấp và kinh nghiệm của hai cầu thủ này là như thế nào. Bây giờ đang là tình huống cầm bóng của Gibbs. Robert Sampson, cú ném ba thứ hai của Sampson kể từ đầu trận, và tiếp tục vẫn không có cú ném thành công cho ngôi sao áo số 13 bên phía Nha Trang Dolphins. Của trận đấu thì vẫn chưa xuất hiện bất cứ một cú ném ba thành công nào. Với Dolphins, họ đã 4 lần thực hiện những cú ném tầm xa và tất cả đều không mang về điểm số. Đinh Thanh Tâm, Tâm Đinh cũng quyết định ném ba nhưng không thành công. Bóng tiếp tục trong tay các cầu thủ áo trắng. Đường chuyền của Đức Kiên và đa pha block rất hay của Robert Sampson. Một tình huống mà Udono Sakwe đột thẳng vào vị trí của Sampson và anh đã mắc sai lầm. Có thể Nha Trang Dolphins chưa cải thiện được hiệu quả tấn công, nhưng họ cũng đang cho thấy được sự chắc chắn hơn về mặt phòng ngự. Xuân Minh Tâm đã vào sân, một cầu thủ ở những trận đấu gần đây của Nha Trang Dolphins liên tục có những clutch play cực kỳ ấn tượng. Sáng quên có khoảng trống, ném của Đinh Tiến Công không được, bóng về lại tay của cao thủ Nha Trang Dolphins. Họ cần một pha ghi điểm để sốc lại tinh thần. Madarius Gibbs vẫn đang là Madarius Gibbs, một thủ của Nha Trang Dolphins vừa chân chân, và bây giờ là khoảng trống cho Sơn Minh Tâm. 3 điểm được ghi. Sự xuất hiện của Sơn Minh Tâm có vẻ như ngay lập tức giúp cho Nha Trang Dolphins giải quyết được cơn khát điểm số của mình. Luôn là những pha ra tay rất lạnh lùng của Sơn Minh Tâm. Anh vừa ngắt chuỗi lên 12 điểm liên tiếp của Buffalo, nhưng ngay sau đó là cú nhảy ném tầm trung tới từ Anthony January. Tỷ số bây giờ đang là 5-14 với cách biệt 9 điểm thuộc về các vị khách Hà Nội Buffalo. Huỳnh Vĩnh Quang, hai pha ném ba thành công liên tiếp của Nha Trang Dolphins. Họ đang bắt đầu cải thiện dần, bắt đầu từ phòng ngự, và bây giờ ở khả năng ném ba đã có được sự khởi sắc rất nhiều. Rồi vào của Sakwe, nhưng trọng tài xác định Udono Sakwe đã phạm luật chạy bước. Trận đấu đang bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn khi mà Nha Trang Dolphins cho thấy họ cũng đã nóng máy. Madarius Gibbs có yểm trợ của Sampson, tiến thẳng vào trong, và bây giờ là kích ra ngoài, cú ném của Phúc Vinh. Phúc Vinh không thành công với cú ba điểm của mình, nhưng ở phía trong thì có Robert Sampson. Và kiến tạo của Sơn Minh Tâm, và Sampson đã không bỏ lỡ cơ hội phản công nhanh. Những điểm số ăn miếng trả miếng của Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphins. Biệt đang là 6 điểm khi mà hiệp 1 còn khoảng gần 4 phút nữa. Mà Darius Gibbs tiếp tục là tình huống bù người của Sampson để hỗ trợ cho Gibbs. Sau đó đường chuyền của Vĩnh Quang đã bị bất bại, người steal đó là Udun Osakwe. Osakwe kiến tạo thuộc về Đinh Tiến Công. Một pha phối hợp rất hay giữa các cầu thủ áo trắng. Vừa rồi cũng đã là kiến tạo thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay của Đinh Tiến Công. Skip. Đang là Gibbs tiến vào trong, không vượt qua được January. Bây giờ là phản công 2-1 cho các thủ đội Buffalo. Đường chuyền, pha chuyền bóng không thực sự tốt.
Tuy nhiên thì cũng đã có lỗi. Và tình huống xử lý cũng có phần hơi lãng mạn tới từ Anthony Januari. Giờ là cơ hội để anh có thể giúp cho đội khách tạo ra cách biệt tròn 10 điểm. Không thành công rồi. Ném phạt lần 1 không thành công dành cho Anthony Januari. Trước khi bước vào trận đấu này thì Hà Nội Buffalo là đội bóng có tỷ lệ ném phạt thành công tốt nhất tại VBA với 69,2%. Skip muốn chuyến nhanh, có khoảng trống cho Phúc Vinh. Tiếp tục là một cú ném 3 điểm không thành công của Phúc Vinh. Vậy như bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Buffalo. Ngày hôm nay thiếu đi Dominic Thâm khiến cho những tình huống tranh rebound của Dolphins đang tỏ ra khá lép vế trước Hà Nội Buffalo. Lúc này Dolphins mới có 4 cú rebound thôi, trong khi đó con số bên phía Buffalo là 11. Và tổ chức tấn công dành cho Hà Nội Buffalo. Thả hook không thành công của Anthony Januari khi liên tiếp là những pha phòng ngự rất hay của Robert Sampson và Darius Gibbs. Đây là pha hỗ trợ tới từ Robert Sampson. Gibbs đối mặt cùng với công đinh rất hay. Cú ném, không có pha ném 3 thành công thứ 3 trong trận đấu này dành cho Dolphins. Hơi khó hiểu cho pha xử lý vừa rồi của Sơn Minh Tâm. Đó là tình huống ghi điểm của Udun Osakwe. Cách biệt lúc này lại là 11 nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Và Darius Gibb. Đang là Darius Gibb. Quyết định thực hiện một cú ném của Darius Gibb thay vì tiến vào trong. Rõ ràng Januari vẫn đang tạo ra được đủ áp lực lên vị trí của Gibb. Cơ hội để có thêm 3 điểm nữa cho đội Buffalo. Và xử lý không thành công của Tiến Dương. Và lại có rebound cho Nha Trang Dolphins. Họ cũng đang bắt đầu cải thiện được khả năng chạy rebound của mình. Đường chuyền này của Maradis Gibb. Không có điểm của Phúc Vinh. Một pha chuyền bóng cực kỳ thông minh của Maradis Gibb. Nhưng tiếc là đồng đội lại không tận dụng được. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì Đinh Thành Tâm lại tận dụng rất tốt pha chuyền bóng của Januari. Các ngoại binh bên phía Nha Trang Dolphins đang thi đấu chưa tốt vào lúc này. Robert Sampson ở thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi điểm, trong khi đó Gibbs thì cũng chỉ có vỏn vẹn 2 điểm kể từ pha ném rổ đầu tiên trong trận đấu mà thôi. Vừa rồi là tính phòng ngự rất hay tới từ Đinh Thanh Tâm trước Nguyễn Phúc Vinh. Phúc Vinh ngày hôm nay chám vào vị trí của Dominic Thâm và rõ ràng khoảng trống mà Thâm để lại là quá lớn và Vinh rất khó để có thể quả lấp. Darius Gibb trước mặt là Tiến Dương. Sơn Minh Tâm. Quyết định ném của Sơn Minh Tâm. Bắt buộc Sơn Minh Tâm phải ném khi mà thời gian 24 giây của Nha Trang Dolphins không còn. Lại thêm một tình huống trượt ngã. Ngày hôm nay là một ngày mà có vẻ như sàn nhà thi đấu đang rất trơn. Nguyễn Phúc Vinh là cầu thủ đã bị đau trong tình huống vừa rồi. Một tình huống sẽ là rất nguy hiểm với pha trượt ngã như vậy. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khớp hay là dây chằng của các cầu thủ. Với những cầu thủ có thể hình tương đối dày như là Nguyễn Phúc Vinh sẽ là rất nguy hiểm. Đây là một tình huống mà chắc chắn huấn luyện viên về Rock Rockets sẽ không muốn nhìn thấy một chút nào, bởi playoffs đã tới rất gần rồi. Những chấn thương sẽ ảnh hưởng quá nhiều tới mục tiêu của Dolphins. Theo ghi nhận thì trước khi trận đấu bắt đầu thì ở Nha Trang đã có mưa rất to và điều đó khiến cho độ ẩm trong nhà thi đấu là tương đối lớn. Và chúng ta cũng biết nhà thi đấu của Đại học Nha Trang cũng nổi tiếng là một nhà thi đấu có độ ẩm cao và sàn rất dễ trơn nếu như không được chăm sóc tốt. Điều đó có thể gây ra những nguy hiểm cho các cầu thủ khi thi đấu. Thời gian còn lại của hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây. Bóng tiếp tục trong tay của Madarius Gibbs và chuyên gia phòng ngự Nguyễn Tiến Dương bên phía Pháp Pháp Lâu đã vào sân. Cú ném 3 thành công tiếp theo của Dolphins ở trong trận đấu này. Và đó là pha dứt điểm của Võ Huy Hoàn. Ném của Osakwe.
Bóng lắc rổ đi ra ngoài. Trọng tài đã xác định có lỗi của cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins. Lúc này thì Dolphins đang kém đội khách tới 12 điểm. Nhưng họ lại có số pha ném 3 thành công vượt trội so với Buffalo với 3 lần thực hiện những cú ném tầm xa chính xác. Còn với Buffalo, hiệu suất ném 3 của hiện tại đang là 0/3. Ném 3 đang thực sự là một vấn đề rất lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Eric Rashad, và họ sẽ cần phải cố gắng cải thiện thật nhanh. Đây đã là trận đấu cuối cùng của regular season rồi. Trước mắt đã là vòng playoffs. Chúng ta thấy có cả những cổ động viên của Buffalo đang ngồi trên khán đài, những cổ động viên rất nhiệt thành di chuyển từ thủ đô tới với Đại học Nha Trang để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Eric Rashad. Và vào lúc này thì Hà Nội Buffalo đang có được ưu thế trước đội chủ nhà và hướng tới thành tích lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, có mặt tại playoffs với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau regular season. Robert Samson đã thực hiện 4 tình huống ra tay nhưng vẫn chưa một lần thành công. Anh vẫn đang làm tạm ổn ở khâu phòng ngự, nhưng mà trận tấn công thì Nha Trang Dolphins cần Samson step up nhiều hơn trong bối cảnh mà họ không có sự góp mặt của Don Mitchum. Thêm một block của Robert Samson. Một lần nữa Samson lại thủ tốt. Còn thời gian cho cao thủ Nha Trang Dolphins, họ có lẽ sẽ muốn tận dụng hết quỹ thời gian này. Maradis Gibb hướng chuyền, pha bắt bóng không thật sự chính xác, và thời gian có vẻ như đã kết thúc. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số là 25-13 nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Hiệp đấu mà các cầu thủ Nha Trang Dolphins đã chơi không tốt một chút nào, dù họ có số lượng pha ném 3 thành công tốt hơn, nhưng nhìn chung về mặt thể hiện thì Dolphins đang không mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Chỉ có 4 cầu thủ của họ ghi điểm. Người ghi điểm tốt nhất là Sơn Minh Tâm, trong khi đó Gibbs có 2 điểm và Huỳnh Vĩnh Quang 3 điểm là 2 cầu thủ duy nhất trong đội hình xuất phát có được tên trên bảng điện tử bên phía Dolphins. Viên của Nha Trang Dolphins vẫn đang cố gắng tiếp sức cho các cầu thủ của mình. Đây là một trận đấu khá khó khăn, dù tất nhiên yếu tố thắng bại cũng không phải là quá quan trọng với Nha Trang Dolphins. Chỉ có mất bóng ở đầu hiệp 2 nhưng rất may là Nha Trang Dolphins không mất điểm với cú ném hỏng của Huy Hoàng. Cánh Tâm
Genori với một cú deep three. Bóng chỉ tìm thấy được vành rổ. Hôm nay thì Genori bên phía Hà Nội Buffalo cũng không thi đấu quá nổi bật khi anh gặp phải sự phòng ngự rất ấn tượng tới từ Robert Samson. Và vừa rồi là pha bóng mà trọng tài đã thổi phạt lỗi phòng ngự của Udo Sakwe. Bóng cản người của Sakwe đối với pha lên rổ của Madarius Gibbs. Và ngôi sao mà số 3 bên phía Dolphins sẽ có được cơ hội với hai quả ném phạt. Cho tới lúc này thì Gibbs cũng mới chỉ có 2 điểm cho Dolphins mà thôi. 2 điểm, 3 kiến tạo và một tình huống steal thành công cho Gibbs. Trước đó ở game đấu giữa Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffalo trong trận tập trung tại nhà thi đấu Cầu Giấy thì Marius Gibbs đã lập kỷ lục VBA với 16 tình huống kiến tạo thành công. Con số rất ấn tượng để góp công quan trọng vào chiến thắng 97-60 của Nha Trang Dolphins trước đội bóng thủ đô. Điểm cho Marius Gibbs. Đó là trận đấu mà bộ ba của Dolphins đều có được double-double. Thì cả Thâm, Gibbs cũng như là Robert Samson đều chơi rất tốt. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đinh Thanh Tâm, Anthony January, Tâm Đình ném ba. Nghe trận sút rất nhanh của Tâm Đình và vẫn chưa có pha ném ba thành công nào cho Hà Nội Buffalo cho tới lúc này của trận đấu. Udo Sakwe, Anthony January đối mặt cùng Madarius Gibbs, đột phá, thả rổ rất nhanh khi January nhận thấy có sự xuất hiện của Robert Samson trước mặt. Bây giờ là Madarius Gibbs. Thêm một còi nữa. Madarius Gibbs đang bắt đầu có được những điểm số cho mình. Đó là một tín hiệu tốt cho Nha Trang Dolphins và họ cũng đang rút ngắn được khoảng cách với Hà Nội Buffalo xuống còn 7 điểm. Thêm một rebound cho Madarius Gibbs. Samson. Cơ hội của Samson. Có thêm điểm cho Robert Samson. 20-25. Nha Trang Dolphins đang lên điểm rất nhanh trong hiệp đấu thứ hai. Vừa rồi là pha ghi điểm thành công đầu tiên, field goal đầu tiên của Robert Samson trong trận đấu này. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 5 điểm mà thôi. Đội chủ nhà đang nhập cuộc rất tốt trong hiệp đấu thứ hai này. Giống trong hiệp 1, họ cũng nhập cuộc ấn tượng ở quãng thời gian đầu tiên. Và vừa rồi tiếp tục là pha phòng ngự hay nữa của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Hà Nội Buffalo dường như họ chưa có được sự chỉn chu trong đường chuyền của mình. Rất nhiều những pha chuyền khó được xuất hiện. Huỳnh Vĩnh Quang bấm fake và loại bỏ được Tâm Đình. Sơn Minh Tâm rất trúng chảy và ngắm nghía nhưng không thành công dành cho số 15 của Dolphins. Bây giờ là phản công 4-2 của đội Buffalo. Genori. Bóng bật rổ đi ra ngoài. Đội Buffalo nhập cuộc không tốt trong hiệp 2 và có vẻ họ cũng thiếu cả sự may mắn nữa. Chuỗi run điểm 7-0 của Nha Trang Dolphins có cơ hội để được gia tăng thêm. Marius Gibbs. Phá vào trong. Quyết định tự mình ném rổ và 2 điểm nữa cho Marius Gibbs. Có vẻ như Hà Nội Buffalo sẽ phải tham ảo. Họ cần phải làm nguội đi sự hưng phấn của cầu thủ Nha Trang Dolphins khi mà đối thủ đã bám đuổi rất gần. Trong hiệp 1, Buffalo có chuỗi lên 12 điểm liên tục. Và trong hiệp đấu thứ hai này thì Dolphins đang có chuỗi run 9-0. Buffalo đang thi đấu không tốt một chút nào, đặc biệt trong khâu tấn công. Khi mà những ngôi sao của họ gặp quá nhiều khó khăn trước Robert Samson, đặc biệt là Anthony January. January sau một vài tình huống bị block bởi Robert Samson có vẻ như đã bị nguội tay. Và anh có một tâm lý không tốt khi đối mặt cùng với Big Man bên phía Dolphins. Còn đây là tình huống mà chúng ta xem lại pha đột phá tới từ Madarius Gibbs. Tốc độ rất nhanh và cảm giác bóng cũng là tuyệt vời. Ba trên 13 đó là thành tích ném 3 của Dolphins trận này, trong khi đó với Hà Nội Buffalo con số là 0 trên 8. Rất nhiều những cú ném 3 được thực hiện bởi các cầu thủ áo trắng nhưng họ vẫn chưa thể một lần làm rung chuyển được bảng rổ của Nha Trang Dolphins. Vòng giải hôm nay nếu tính trong 4 đội bóng sẽ có mặt ở vòng playoff thì thành tích ném 3 của Hà Nội Buffalo đang ngang bằng với Thalam Warrior và đều ở mức hơn 28%. Đây là con số thấp hơn hẳn so với chỉ số 30,5% của Nha Trang Dolphins hay 34% của Sài Gòn Heat. Sakwe.
Chúng ta cùng xem Hà Nội Buffalo có thể kịp thức tỉnh sau thời gian tham ao vừa rồi. Lenori, cú ném 3 thứ 9 và là cú ném trượt thứ 9 ngày hôm nay của Hà Nội Buffalo. Trận thất bại trước Catfish, Buffalo ném 1 trên 22. Và ngày hôm nay thì họ đang là 0-9 rồi. Bruno Sakwe. Các cầu thủ Dolphins gây áp lực rất sớm và đây là Võ Huy Hoàn. Robert Samson. Một tình huống móc rổ ấn tượng của Robert Samson. Điểm số tiếp theo được dành cho Dolphins và bây giờ khoảng cách giai đội bóng chỉ là 1 điểm mà thôi. Một chỗ run điểm ấn tượng của đội chủ nhà trong hiệp 2. Buffalo vẫn chưa lên được thêm một điểm nào ở hiệp đấu này. January trước mặt là Sơn Minh Tâm. Tiến vào trong. Đối thủ chỉ là Sơn Minh Tâm và có điểm cho January. Một tình huống cũng tương đối vất vả. Buffalo vẫn đang giữ được lợi thế dẫn trước. Nhưng họ chưa giảm được khí thế của đối phương. Samson lại yểm trợ cho Gibb. Đang là Gibb và Osakwe. Có tranh bóng tốt của Osakwe. Cơ hội vẫn đang thuộc về cao thủ Nha Trang Dolphin. Tần Đình không thể cản được Robert Samson. Và vừa rồi có vẻ như đã có lỗi điểm. Sẽ có thêm quả ném phạt nữa dành cho Robert Samson. Robert Samson không ghi điểm trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2 này anh đã có cho mình được 6 điểm và chuẩn bị bước vào một tình huống có thể là 3 point play cho Big Man bên phía Nha Trang Dolphins. Và tốt để quân mình tỷ số cho cao thủ Nha Trang Dolphin 27-27. Tiến Dương đang có liên tục những tình huống gọi chạy bài của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Khoảng cách lớn nhất 15 điểm dẫn trước đã hoàn toàn bị san lấp. Osakwe, một cú ném khó khi mà 24 giây chuẩn bị kết thúc. Không có gì ngạc nhiên khi pha ném rổ vừa rồi của Sakwe không thành công. Ở đây là Madarius Gibb kích ra ngoài. Vĩnh Quang nhảy ném rất nhanh, nhưng đó là Ebon. Sau khi mà Buffalo tìm lại cảm giác của mình thì chúng ta lại thấy các cầu thủ Dolphins có phần nguội tay. Và hai điểm tiếp theo được dành cho Anthony January, người đã có 4 điểm ở trong hiệp đấu thứ hai này. Những tình huống ghi điểm của January là khá đơn giản khi không có sự xuất hiện của Robert Samson để ngăn cản anh. Tiến Dương là người đang theo kèm đối với Madarius Gibbs. Rất khó chịu, vẫn là những pha phòng ngự quen thuộc của Tiến Dương. Và đây là một điểm số quá đơn giản. Một trong những pha ghi điểm dễ dàng nhất sự nghiệp của Đinh Tiến Công. Và Hà Nội Buffalo một lần nữa tái lập thế dẫn điểm của mình. 4 điểm dẫn trước cho đại diện thủ đô. Và trong phòng trước đó thì một lần nữa chúng ta lại thấy vấn đề sàn trơn đang gây khó khăn cho cả hai đội. Một tình huống mà cả Tiến Dương cũng như là Madarius Gibb đều có những pha trượt chân. Và người được hưởng lợi là Hà Nội Buffalo với sự xuất hiện rất kịp thời của Đinh Tiến Công. Vừa rồi là tình huống turnover thứ 7 kể từ đầu trận và là turnover thứ 4 của Madarius Gibb trong trận đấu này. Họ đang để mất bóng quá nhiều. Dolphins có thể đã chơi rất tốt trong hiệp 2, nhưng họ vẫn đang có những sai số. Và đó là điều khiến cho đội chủ nhà vào lúc này chưa thể có được ưu thế trước Hà Nội Buffalo. Ở trong hiệp 2 này thì Gibbs đã có 7 điểm. Và 7 điểm cũng là số điểm của Robert Samson. Sự thay đổi đáng kể của hai cầu thủ này trong hiệp đấu thứ hai. Còn với Hà Nội Buffalo, họ có thể đã có những tình huống thi đấu rất nguội tay, nhưng cuối cùng thì những ngôi sao bên phía đội khách vẫn biết cách để tỏa sáng đúng lúc. Anthony January cũng đã có cho mình 9 điểm, 5 rebound, 1 kiến tạo. Một cầu thủ mà cách đây không lâu còn làm dấy lên những tin đồn về việc có vẻ như mối quan hệ giữa anh và đội Buffalo đang không ổn. Và Hà Nội Buffalo có thể sẽ thay đổi vị trí của January. Nhưng đến lúc này thì có lẽ câu chuyện đó đã được lắng xuống. Và Hà Nội Buffalo sẽ có thể tập trung hoàn toàn để hướng tới những trận playoff ở phía trước. January để mất bóng. Vĩnh Quang đường chuyền cho Samson. Hơi khó để Samson có thể tấn công.
Vĩnh Quang. Cú ném của Huy Hoàn. Không được. Quả bóng rơi vào tay của Robert Samson. Đồng hồ đã được reset về 14 giây cho Nha Trang Dolphin. Đã có tiếng còi của trọng tài. Vừa rồi là lỗi phòng ngự của cầu thủ bên phía Hà Nội Buffaloes. Một tình huống họ đã tổ chức quay người rất tốt và khiến cho những pha cố gắng xét bài của Gibbs trở nên bất lực. Bóng trong tay các cầu thủ chủ nhà. Đây là Sơn Minh Tâm. Và pha block thuộc về Udo Osakwe. Osakwe chưa ghi điểm ở trong hiệp đấu thứ hai, nhưng anh phòng ngự rất hay. Và đã có 2 điểm cho Osakwe rồi. 2 điểm với tình huống mà một mình Osakwe tự làm và tự ghi điểm. Sau đó có câu trả lời thuộc về Robert Samson. Hai đội đang thi đấu với tốc độ rất nhanh ở quãng thời gian cuối của hiệp đấu thứ hai này. Lại là Udo Osakwe. Sẽ là 2 quả ném phạt cho cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Vừa rồi cũng mới chỉ là tình huống phạm lỗi đầu tiên của Nha Trang Dolphins trong hiệp đấu thứ hai. Quả ném phạt chính xác của Osakwe. Hai quả ném phạt đều thành công. Osakwe vừa rồi đã có điểm số thứ 16 dành cho mình ở trong trận đấu này. Và anh đang là người có đóng góp lớn nhất bên phía Hà Nội Buffaloes ở cả hai đầu sân. 16 điểm cùng với 9 rebound và 3 kiến tạo của anh. Bên cạnh đó là một steal cùng 3 block. Những con số thống kê rất toàn diện của Osakwe. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cú ném 3 thành công thứ 4 kể từ đầu trận của Dolphins và nó thuộc về Robert Samson. Cách biệt được rút ngắn xuống chỉ còn 3. Một tình huống chạy cắt đáy tốt. Có điểm. Và có vẻ như vừa có va chạm của Robert Samson với Phạm Đức Kiên. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Huy Hoàn. 3 điểm của Huy Hoàn. Đức Kiên nằm sân. Nhưng các trọng tài không cắt còi thì đương nhiên Nha Trang Dolphins cũng không có lý do gì cần phải dừng lại. Một tình huống diễn ra khá nhanh và có cảm giác như đó là tình huống mà cái khuỷu tay của Robert Samson đã va thẳng vào vùng miệng của Phạm Đức Kiên. Một tình huống sẽ khiến cho cầu thủ của Buffalo cảm thấy rất đau. Đúng là như vậy, phần cẳng tay của Robert Samson trong vòng văng của mình đã đập vào mặt của Đức Kiên, một tình huống vô tình thôi. Và sau đó thì trong thế hơn người, các cầu thủ Dolphins đã dễ dàng có thêm một cú ném 3 thành công nữa. Và bây giờ thì cách biệt giai đội chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Các trọng tài sẽ xem lại tình huống va chạm giữa Samson và Đức Kiên. Đây là tình huống sẽ được xem xét để xem là liệu Robert Samson có ý thức được tay của mình sẽ gây nguy hiểm cho đối phương hay không. Hay đó chỉ là một tình huống vô tình với việc vung tay một cách tự nhiên của cầu thủ này hay thôi. Mà thôi. Có vẻ như không có một lỗi nào được thổi dành cho Robert Samson. Bóng được kiểm soát bởi các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Đây là Tô Ngọc Khánh. Đã có lỗi của Huy Hoàn. Lỗi cá nhân thứ 3 của Võ Huy Hoàn. Một cầu thủ cũng đã thi đấu khá năng nổ trong phút có mặt trên sân. Tuy nhiên với 3 lỗi cá nhân thì anh cũng sẽ phải hết sức cẩn trọng ở những tình huống tiếp theo. Đây mới là hiệp 2 thôi. Và Huy Hoàn đã gặp foul trouble mất rồi. Đang phải đối mặt với khó khăn. Sẽ có tình huống ném phạt cho Tâm Đinh để số 23 có thể nới rộng cách biệt cho Hà Nội Buffaloes.
khoảng cách là 4 điểm. Và dẫn bóng của Hoàng Phúc. Thực em Hoàng Phúc là Tô Ngọc Khánh. Cơ hội lên rổ, 2 điểm cho Võ Huy Hoàng. Đó là một tình huống set bài rất hay tới từ các cầu thủ Dolphins với pha bù người hợp lý thuộc về Robert Sampson. January. Trực tiếp tấn công của January nhưng anh đã bị rơi vào thế một chọi hai. Một lần nữa thì Sampson lại làm tốt trong việc ngăn cản Anthony January. Darius Gibb hơi chật trội. Bóng sẽ thuộc về các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Tới lúc này cả 3 pha block thành công của Robert Sampson trong trận đấu đều dành cho Anthony January. Thực sự là rất chùn tay cho January khi phải đối mặt với Robert Sampson. Sampson trong mặt là Viên Hoàng. Quyết định ném của Gibb và ra tay bất ngờ nhưng không thành công. Đình Khánh Tâm trường của Tô Ngọc Khánh. Khoảng thời gian mà đội Buffalo đang thi đấu mà không có Osakwe ở trên sân. January, đường truyền tốt của January. Tuy nhiên thì Vũ Việt Hoàng lại không thể tận dụng được cơ hội này. Dolphins vẫn phòng ngự rất khó chịu. Trong tay của Madarius Gibbs. Gibbs là thành viên của Dolphins trong ngày họ đã lập kỷ lục VBA với 19 cú ném 3 trong màn so tài với Đà Nẵng Dragons. Và ngày hôm nay thì Robert Sampson vừa thực hiện cú ném 3 thành công thứ hai của mình kể từ đầu trận và là cú ném 3 thành công thứ 6 của Dolphins. 6/22. Đó là thành tích ném 3 của Dolphins. Trong khi đó ở chiều ngược lại, 0-9 vẫn là một quả trứng rất tròn trinh cho Buffalo với những cú ném tầm xa của mình. Tiếp tục là các vị khách. Nỗ lực không thành công vừa rồi của Tô Ngọc Khánh và bóng tới tay của Sơn Minh Tâm. Vẫn tiếp tục là Nha Trang Dolphins. Gibbs đối mặt cùng với Đinh Tiến Công. Một pha bóng mà Đinh Tiến Công hơi mải để ý những vị trí mà Gibbs có thể chuyển. Hoàng Phúc khá lắt léo. Không có điểm cho Hoàng Phúc. Lợi thế của Nha Trang Dolphins vẫn chỉ là một điểm. Và bây giờ là một tình huống hơn người khi tấn công của đội Buffalo. Có điểm. Lợi thế lại thuộc về các thủ đội Buffalo dù chênh lệch cũng chỉ là một. Giây cuối cùng. Shot clock đã tắt. Khánh đang kèm sát Hoàng Phúc. Những đường bắt người tốt của Tô Ngọc Khánh và bây giờ là cơ hội dành cho Việt Hoàng. Thêm 2 điểm nữa. Những gương mặt dự bị của Hà Nội Buffalo vừa có một tình huống chơi hay. Cơ hội cho Madras Gibb thực hiện buzzer beater. Nhưng không thành công. Và hiệp đấu thứ hai đã khép lại. Một hiệp đấu mà Nha Trang Dolphins đã bắt đầu phả hơi nóng vào Hà Nội Buffalo. Và bây giờ thì lợi thế của Hà Nội Buffalo sẽ chỉ còn là 3 điểm sau một nửa thời gian của trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của cuộc đọ sức giữa Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffalo.
Đây là những thông số của hai hiệp đấu đầu tiên. Tỷ số đang là 43-40 nghiêng về phía Hà Nội Buffalo, với field goal percentage cũng là tốt hơn dành cho Châu Thủ Đô. Nhưng họ đang là một chú châu tái với chỉ số ném 3 là 0-9. Đó có lẽ là một trong vấn đề mà Hà Nội Buffalo sẽ cần phải cải thiện ở nửa sau của trận đấu này. Vâng, đó là một sự ví von rất thú vị, rất hài hước nhưng cũng rất chính xác về những gì mà Buffalo đã thể hiện trong nửa đầu trận đấu. Còn đây là Gibbs cùng Udun Osakwe mà Darius Gibbs cần tới hiệp 2 mới có thể thực sự vào tay, khi 7 điểm trong số 9 điểm của anh lúc này đến trong hiệp đấu thứ hai. Còn với Osakwe, cầu thủ này đóng góp quá lớn dành cho Buffalo ở cả hai đầu sân. 16 điểm của anh cùng với 9 tình huống rebound. Bên cạnh đó là 3 kiến tạo và 3 pha block đã góp phần rất lớn giúp cho Châu Thủ Đô vào lúc này vẫn đang giữ được lợi thế về điểm số của mình so với đội chủ nhà. Cực kỳ ý nghĩa và vui vẻ cùng bên những người bên gia đình nha. Thank you everybody, make some noise for Aqua Girl. Đôi khi thầm mong tôi sẽ như cánh chim trời phiêu du cùng mây và bay đến những miền đất mới, trên cao thật cao nhìn ngắm quê hương tươi đẹp, thêm yêu làm sao từng con đường từng phố phường, thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua, dù là phố xa hay quên nhà, việc còn hoài trong tim những khát khao ngày không xa, rộn ràng thôi thúc trong ta. Dù cho đi nơi đâu xa vời, dù cho muôn ba khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển sẽ cao trắng đó vẫy vời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam. Trời buồn bạc khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển xanh cát trắng đó vẫy mời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời. Dù cho đi nơi đâu xa vời, dù cho buồn bạc khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Và đó chính là các Aqua Girl của chúng ta với điều nhảy cực kỳ ý nghĩa trong ngày đại lễ quốc khánh này ạ. Yeah, cảm ơn các Aqua Girl nha. Và ngay bây giờ mọi người ơi, đây có một bí mật muốn bật mí cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Những cái ghế, những chiếc ghế mà mọi người đang ngồi hiện tại á, nó có liên quan tới trò chơi ngày hôm nay, đó chính là Lucky Chair. Và ở trên
Chỉ số rất ấn tượng của Robert Sampson với 15 điểm, 8 rebound, 3 block. Một cầu thủ đóng vai trò quan trọng giúp cho Nha Trang Dolphins đang trở lại trong trận đấu với Hà Nội Buffalo. Và cách biệt từ 15 điểm giờ đã được rút xuống còn 3. Thậm chí có lúc cao thủ Nha Trang Dolphins còn dẫn trước được Hà Nội Buffalo. Về phía Hà Nội Buffalo thì ngày hôm nay cũng là một ngày thiếu mà Đinh Tiến Công đang chơi tốt với 6 điểm, 5 kiến tạo và 2 steal, 2 rebound. Tiến Công cũng chính là người có những điểm số khá quan trọng ở cuối hiệp 2 để đảm bảo cho Buffalo vẫn đang có được lợi thế của mình, dù cho cách biệt lúc này cũng hoàn toàn có thể được san lấp chỉ với một đợt tấn công của Nha Trang Dolphins. Và rõ ràng cuối đầu giữa Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffalo vẫn đang hứa hẹn những diễn biến hấp dẫn ở phía trước, cho dù chúng ta hiểu rằng kết quả của trận đấu ngày hôm nay có thể sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cả hai đội. Đặc biệt là với Nha Trang Dolphins thì nó hầu như không tạo ra bất cứ một khác biệt gì. Đây là Võ Huy Hoàn, người đang sở hữu 8 điểm ở thời điểm hiện tại và là nội binh đang có điểm số tốt nhất trên sân vào lúc này. Bên cạnh 8 điểm, Võ Huy Hoàn còn có được 2 kiến tạo và có được 2 pha ném 3 rất thành công. Lúc này thì chỉ số ném 3 của Nha Trang Dolphins đang là 6/23, không phải là một con số tốt, nhưng rõ ràng vẫn là tốt hơn rất nhiều so với chú Châu Tái đến từ thủ đô, những người đang có kết quả là 0-9 sau những pha ra tay ở tầm xa của mình. Cái đây chưa lâu thì Nha Trang Dolphins lập kỷ lục VBA với 19 cú ném 3 trong 44 lần ra tay ở màn so tài với Đà Nẵng Dragons. Còn đây là Đinh Thanh Tâm. Tâm Đinh vào lúc này cũng có những đóng góp cụ thể dành cho Hà Nội Buffalo với 6 điểm và 2 rebound. Dù vậy thì thời gian thi đấu trên sân của Tâm Đinh không phải là quá tốt. Chính xác là anh đang có thời gian thi đấu thậm chí còn tốt hơn so với Udun Osakwe, người đã được nghỉ ngơi khá nhiều ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Đây là trận đấu mà nói vui, Nha Trang Dolphins họ có quyền chọn đối thủ của mình ở bán kết playoffs. Nếu thắng thì họ sẽ gặp chính Hà Nội Buffalo ở bán kết. Còn nếu thua thì họ sẽ là cái tên phải thách thức nhà đương kim vô địch Sài Gòn Heat ở giai đoạn rất quan trọng của mùa giải. Và đó chính là bài toán dành cho huấn luyện viên Predrag Lukic vào lúc này. Tất nhiên nếu như Nha Trang Dolphins giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì họ cũng sẽ cần thêm một điều kiện nữa để chọn đối thủ tiếp theo là đội Buffalo. Đó là việc Sài Gòn Heat phải đánh bại được Hồ Chí Minh City Wings ở trận đấu cuối cùng của mình tại regular season. Thì khi đó Sài Gòn Heat mới là hạt giống số 1 và đội Buffalo là hạt giống số 2. Tất nhiên nhiệm vụ đánh bại đội Buffalo ngày hôm nay sẽ không dễ dàng cho Nha Trang Dolphins, dù họ là đội bóng đang được chơi trên sân nhà, bởi việc thiếu vắng Dominic Thâm là một tổn thất thực sự rất lớn cho Nha Trang Dolphins. Ngày nay Nguyễn Phúc Vinh là cái tên được huấn luyện viên Predrag Lukic lựa chọn thay thế vị trí của Dominic Thâm, và những gì mà cầu thủ này thể hiện là tương đối mờ nhạt. Phúc Vinh mới chỉ có gần 9 phút thi đấu mà thôi và chưa ghi điểm. Bên cạnh đó cũng chỉ mới đóng góp có một rebound, rất ít ỏi. Những con số quá ít ỏi của Phúc Vinh, người thay thế vị trí của Thâm ngày hôm nay. Trong những phút mà Phúc Vinh có mặt trên sân thì Nha Trang Dolphins cũng thua Buffalo tổng cộng là 15 điểm. Anh là cầu thủ có chỉ số hiện diện trên sân tệ nhất với con số âm 15. Hôm nay là ngày 2/9, ngày Quốc Khánh, và đã có rất đông các khán giả lựa chọn thời gian rảnh rỗi của mình để tới với Đại học Nha Trang cổ vũ cho hai đội bóng. Chúng ta sẽ trở lại với những diễn biến trên sân ở nửa sau của màn so tài giữa Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffalo. Và trong hiệp 3 này, đội bóng kiểm soát đầu tiên đó là Hà Nội Buffalo. Đinh Thanh Tâm bóng tới vị trí của Udun Osakwe. Osakwe đối mặt cùng với Madarius Gibbs. Trong số 3 pha block của Osakwe ở trong nửa đầu trận đấu, có một dành cho Madarius Gibbs. Công đinh rất mạnh mẽ, đã có va chạm xảy ra và trọng tài xác định có lỗi phòng ngự của cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins.
Trước đó là một tình huống trọng tài xác định có động tác can thiệp rổ của Robert Samson và điểm số đã được tính cho đội Buffalo. Ngay sau đó thì Dolphins cũng đã có câu trả lời rất nhanh. Điểm số lúc này đang là 45-42. Cú ném của Osakwe hơi non một chút. Gibbs, Robert Samson. Ngay sau một pha goaltending là tình huống mà Samson đã ghi điểm dành cho nhà trang Dolphins. Vừa rồi cú ném ba của anh đã không thành công. Đinh Thanh Tâm được truyền cho Đinh Tiến Công và đây là Osakwe. Tâm Đinh chưa thể dứt điểm khi mà Huy Hoàn đã áp sát rất nhanh. Sau đó trong pha nhìn ném tâm trung của mình thì Đinh Thanh Tâm đã mang về điểm số thứ 8 cho bản thân mình và đưa dẫn cách biệt lên thành 5 điểm cho Hà Nội Buffalo. Nguyễn Hoàng Phúc đáp một tim với Hoàng Phúc. Đó là tình huống mà Tâm Đinh cùng với Anthony January đã phối hợp với nhau rất tốt để ngăn cản cầu thủ trẻ bên phía nhà trang Dolphins. Osakwe, Tâm Đinh. Đây là tình huống đối đầu của January và Samson. Cú fadeaway không thành công của January. Vẫn có cơ hội cho các thủ đội Buffalo. Một tình huống có offensive rebound khá quan trọng của Đức Kiên. Và chuyền bóng hay, Robert Samson. Chuyền mặt hoàn toàn trống trải và đó là cú sổ một tay của Samson. Đội vẫn đang ăn miếng trả miếng trong hiệp đấu thứ 3. Phạm Đức Kiên, Đức Kiên đối mặt với Võ Huy Hoàn. Tập hợp giữa Tâm Đinh và Đức Kiên. Một chân là tay của Đinh Thanh Tâm. Đinh Thanh Tâm và block rất tốt của Huy Hoàn nhưng vẫn là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Anthony January. Thời gian 24 giây kiểm soát bóng của đội khách đã hết. Hoàng Phúc rất cố gắng, một pha xử lý đầy tự tin của Hoàng Phúc và anh đã không thể vượt qua được sự truy cản của Đinh Tiến Công. Một tình huống mà Đinh Tiến Công đã phạm lỗi để ngăn cản pha xử lý up and under của Hoàng Phúc. Tiến Công vừa rồi đã cho Hoàng Phúc một chút kinh nghiệm khi đối mặt. Pha xử lý mà chúng ta vẫn khá quen với Đinh Tiến Công, cầu thủ luôn thi đấu rất rát. Đây là một trận đấu mà nhà trang Dolphins chưa có nhiều quả phạt nhưng họ đang ném phạt tốt. Đó là một dấu hiệu khá tích cực cho đội bóng có tỷ lệ ném phạt thành công thấp nhất VBA mùa giải 2023. Những quả ném phạt đã từng nhiều lần là vấn đề khiến cho nhà trang Dolphins phải nhận những thất bại hoặc có những trận đấu khó khăn hơn dự tính. Đó là điều mà họ cần phải cải thiện thật nhiều ở những game đấu playoff phía trước. Một ném nhanh của Tiến Công không có 3 điểm. Rebound thuộc về Tâm Đình. Chỉ số ném 3 của Hà Nội Buffalo lúc này là 0/11. Lên rổ không thành công của January. Đây là Kiên Đăng. Vẫn không được. Bóng về lại tay của cao thủ nhà trang Dolphin, một pha xử lý hay của Malarius Gibb. Cao thủ Hà Nội Buffalo cho rằng đó là một tình huống phạm luật ngửa bóng. Nhưng điểm số của cao thủ Dolphins đã được tính. Osakwe rất nhanh. Ngay lập tức là lời đáp trả. 51-48 là tỷ số hiện tại. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ của đôi bên đều có những thời điểm tăng tốc rất chóng mặt. Đường truyền của Gibbs cho Sơn Minh Tâm và đã có tình huống phạm lỗi rồi. Pha va chạm giữa Sơn Minh Tâm và Phạm Đức Kiên. Phạm Đức Kiên vừa rồi đã có lỗi cá nhân đầu tiên của mình trong trận đấu. Chính xác thì vào lúc này các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang có chỉ số ném 3 là 0-10 khi mà ở đầu hiệp 3, cú ném của Osakwe được tính là cú ném trong vòng cung. Bóng chân của anh đã dẫm vạch ở tình huống đó. Nhưng dù sao 0-10 hay 0-11 thì vẫn là chưa có điểm trong những pha dứt điểm tầm xa dành cho đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội. Pha xử lý của Tiến Công, Osakwe. Không được.
có rebound của January, không có nhiều không gian. Và anh Huy có thấy là ngày hôm nay Anthony January khi có sự xuất hiện của Robert Sanson trong khu vực 3 giây là luôn vất vả không? Rất khó khăn cho January. Và đây là chúng ta còn tính đến việc nhà Trang Dolphins còn đang thiếu Dominic Thâm. Không thì January có lẽ sẽ còn phải đổ thêm nhiều mồ hôi nữa. Có rebound nhưng không có điểm cho January. 4/16, đó là thành tích goal của January ngày hôm nay, trong một ngày mà anh đang bị áp đảo hoàn toàn trong khu vực hình thành bởi Robert Sampson. Nhưng sau đó thì nhà Trang Dolphins đã có một tình huống turnover khá đáng tiếc khi mà Buffaloes họ chủ động gây sức ép từ sớm. Osakwe sẽ là người inbound. Tiến công. Còn khá nhiều thời gian cho Hà Nội Buffalo. Thẩm Đinh đưa bóng cho January. Có contact và đó là một pha xử lý thành công của January. January đã có điểm số thứ 11 của mình. 5/17 field goal. Vừa rồi là một lần hiếm hoi mà January đã ghi điểm trong tình huống đối mặt với Robert Sampson. Và tiếp tục có turnover của đội chủ nhà. Ngay lập tức Đinh Tiến Công đã trừng phạt sai lầm của cầu thủ bên phía nhà Trang Dolphins. Dolphins họ cần phải hạn chế tối đa những tình huống để mất bóng tương đối cầu thả như vậy. Phải chắc chắn hơn nữa. Và Huy Hoàn, bóng từ tay của Sơn Minh Tâm. Huy Hoàn kích ra cho Robert Sampson ném ba, không thành công. Và rebound thuộc về Udun Osakwe. Dẫn bóng lên rất nhanh. Osakwe không có đà để lên rổ. Đó là tình huống phòng thủ thành công của Robert Sampson. Và bây giờ thì Huy Hoàn có lẽ sẽ có điểm số thứ 10 của mình. Không có gì để ngăn cản điều này. Tỷ số là 51-55. Robert Sampson đã có được 4 block. Nhưng mà trình diễn quá tuyệt vời của Robert Sampson ở mặt trận phòng ngự. Và bên cạnh đó thì ở trên mặt trận tấn công, anh cũng đã có 19 điểm rồi. Cầu thủ ghi điểm tốt nhất bên phía nhà Trang Dolphins. Tiến Dương trở lại trên sân với các cầu thủ Hà Nội Buffalo để thay thế cho Phạm Đức Kiên. Võ Huy Hoàn vẫn đang là nội binh ghi điểm tốt nhất trận này, hiện đã có được 10 điểm. Chính xác là cầu thủ nội binh ghi điểm tốt thứ hai. Huy Hoàn đã bị tụt lại so với Đinh Tiến Công bên phía đội Buffalo. Lại là pha xử lý không thành công của Anthony January khi đối mặt cùng Robert Sampson. Một ngày mà Robert Sampson khiến cho tỷ lệ field goal của January suy giảm một cách vô cùng đáng kể. Pha block của January dành cho Madarius Gibbs. Cơ hội với pha phản công nhanh cho Hà Nội Buffalo. Osakwe. Osakwe không giữ điểm mà quyết định đột phá vào phía trong, và đó là quyết định chính xác của Osakwe. Sampson có thể hạn chế được rất nhiều khả năng của January, nhưng vừa rồi thì đối mặt với Osakwe anh lại không làm được gì nhiều. Bóng không tới được tay của Sơn Minh Tâm. Đinh Tiến Công có vẻ có những dấu hiệu bị đau và lập tức anh lại được cho ra ngoài. Hiệp thứ ba còn 4 phút, tỷ số lúc này đang là 57-51 nhưng về phía Hà Nội Buffalo. Osakwe, pha fadeaway của Osakwe rất ngọt. Thêm 2 điểm nữa cho Osakwe, người đã có điểm số thứ 22. Sự linh hoạt và cảm giác bóng của Osakwe đang là tốt hơn rất nhiều so với January. Và lại là pha phòng ngự rất hay nữa của Osakwe, người đang làm tốt trong mọi công tác của mình, trong mọi nhiệm vụ, từ tấn công lẫn phòng ngự. Đó là pha tranh chấp giữa Osakwe đối với Võ Huy Hoàn và đã có va chạm xảy ra.
sự chủ động thuộc về cầu thủ của Nha Trang Dolphins và lỗi là của số 2. Lỗi cá nhân thứ 4 và tất nhiên Võ Huy Hoàn sẽ phải tạm ra nghỉ. Chỉ cần thêm một lỗi nữa thì Huy Hoàn sẽ không còn cơ hội để thi đấu trong game đấu ngày hôm nay. Về phía Buffalo thì họ đang giữ lỗi rất tốt, người có số lỗi nhiều nhất đang là Đinh Tiến Công với 2 lỗi cá nhân, còn lại Tâm Đinh, Osakwe hay là Đức Kiên cũng đều chỉ có một lỗi cá nhân mà thôi. Hiệp 2, các cầu thủ Nha Trang Dolphins đã có sự lột xác hoàn toàn so với chính họ ở hiệp đấu đầu tiên và đã có thời điểm Nha Trang Dolphins khiến cho lợi thế dẫn 15 điểm của Buffalo hoàn toàn tan biến. Nhưng vào lúc này, đội chủ nhà vẫn đang trong vai trò của kẻ bám đuổi. Robert Sampson thiếu đi sự yểm trợ từ Dominic Thâm, chỉ có thể ngăn cản được January, còn với Udo Sakwe thì cầu thủ này vẫn đang chơi rất hiệu quả và sở hữu được cho mình bộ chỉ số double double. Lúc này Osakwe đã có được 22 điểm và 11 rebound. Rồi đã thiếu mất 2 điểm của Osakwe, người vừa xử lý tốt ở quãng thời gian trước khi mà huấn luyện viên Lukic xin lưu ý. Lại là Osakwe. Tâm Đình. Đây là Nguyễn Tiến Dương. Tiếng còi đã vang lên từ trước đó rồi. Vừa rồi thì Dương Đại Bàng đã phạm luật chạy bước. Cách biệt đang là 8 điểm dành cho các vị khách. Trong tay của Phúc Vinh. Đây là Gip. Phúc Vinh đã di chuyển xuống góc không. Vĩnh Quang. Không còn nhiều thời gian cho Maradus Gip vượt qua được Tiến Dương. Nhưng buộc phải thả rổ từ một vị trí còn tương đối xa. Không có nhiều lựa chọn cho Maradus Gibb khi mà thời gian cận kề. Ngày hôm nay thì mỗi đội đều chỉ có một ngoại binh chơi tốt. Và một ngoại binh thì không phải là chính mình. Tỷ lệ field goal của Gibbs ngày hôm nay đang là 35%. Bên phía Buffalo, tỷ lệ của Anthony Gianori thậm chí còn là dưới 30%, chính xác là sấp xỉ 27% mà thôi. Udo Osakwe double team với Osakwe nhưng anh vẫn đang giữ bóng rất chắc. Nhìn ném tầm trung của Anthony Gianori vẫn chưa phải là một cảm giác bóng chúng ta thường thấy từ chàng trai tháng riêng. Đây là Osakwe có phòng thủ tốt của Samson, sau đó thì Osakwe đã phạm lỗi. Bên phía Nha Trang Dolphins thì Sơn Minh Tâm được rút ra nghỉ và người vào sân đó là Nguyễn Hoàng Phúc. Huỳnh Vĩnh Quang và Darius Gibbs rất thong thả. Gibbs chưa bứt tốc khi đối mặt với anh là một Tâm Đình dày dặn kinh nghiệm. Đường truyền cho Hoàng Phúc. Floater không thành công của Hoàng Phúc nhưng bóng vẫn trong tay của số 17. Rất cố gắng. Đây là Phúc Vinh. Phúc Vinh và đối mặt trực tiếp cùng Udo Sakwe không thành công rồi. Phúc Vinh vẫn đang là cầu thủ duy nhất trong starting five của đội chủ nhà ngày hôm nay chưa ghi điểm. Nha Trang Dolphins sẽ còn 5,2 giây. Bóng được đưa nhanh tới vị trí của Samson và cú ném 3. Ném không thành công. January có rebound. Đến Dương sẽ muốn chậm lại. Cầu thủ Hà Nội Buffalo đã di chuyển lên. Đưa cho Osakwe. Ném trước mặt Maradus Gibb và Osakwe đã không thành công. Maradus Gibb
có 2 điểm cho Gip. Một phá như chỗ không người của Marius Gip. Một cú ném khá ngoạn mục của Gip khi mà đó là vị trí mà số 3 của Dolphins không hề thuận lợi một chút nào. Đức Kiên đối mặt cùng với Phúc Vinh. Vẫn đang là Đức Kiên. Chưa có nhiều sự hỗ trợ cho Đức Kiên và Gibbs là người đã cướp bóng thành công rồi. Có thêm một kiến tạo cho Madaris Gibbs và có thêm hai điểm ấn tượng sau cú đăng rổ của Robert Samson. Nhà thi đấu Đại học Nha Trang đang thực sự bùng nổ với những tình huống tổ chức phòng ngự và tấn công rất nhuần nhuyễn của đội chủ nhà. Hiệp đấu thứ 3 bước vào phút thi đấu cuối cùng. Cách biệt lúc này chỉ là 4 điểm. Thành Tâm đưa bóng cho Genori. Genori có một cú long thủ. Không được. Samson trượt chân nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Đó là tình huống Manh cũng đã chủ động ngã sớm để tránh gặp phải chấn thương. Và Gip thì cũng sẽ muốn chậm lại để chờ người đồng đội của mình. Đường truyền của Vĩnh Quang, đưa chuyển bóng nhanh, Phúc Vinh. Gọi cho Phúc Vinh, quá mạnh. Cảm giác tấn công rổ của Phúc Vinh là thực sự rất tệ trong ngày hôm nay. Đó là pha ra tay thứ 5 của Phúc Vinh trong trận đấu này. Và chúng ta có thể thấy là sau những tình huống xử lý không tốt, tâm lý cũng như là sự tự tin bị ảnh hưởng quá nhiều khiến cho Phúc Vinh có những cú ném rất thiếu đi độ chính xác. Thời gian của hiệp 3 không còn nhiều nữa và thêm hiệp đấu nữa mà Hà Nội Buffalo sẽ là tập thể dẫn điểm. Nhưng khoảng cách vào lúc này là không hề lớn một chút nào. Rất mong manh. Và buzzer beater dành cho Udodo Sakwe. Đó cũng là pha ném 3 thành công đầu tiên của Buffalo ở trong trận đấu này. Một tình huống phải nói là rất bất ngờ. Nhưng không rõ là điểm số có được tính Usakwe hay không. Một cú ném 3 khá ngoạn mục. Nhưng hiện tại thì chúng ta đang thấy là điểm của Hà Nội Buffalo chưa thay đổi. Hãy cùng chờ đợi thêm một chút nữa. Ít nhất thì vừa rồi chúng ta cũng được tận hưởng một pha dứt điểm quá tuyệt vời của ngôi sao đang chơi hay nhất bên phía Hà Nội Buffalo. Oh,
Hai điểm ở cuối hiệp đấu thứ ba của Osakwe đã được tính và tỷ số lúc này đang là 61-55 nghiêng về phía Hà Nội Buffalo trước khi hai đội bước vào hiệp đấu thứ tư. Và Darius Gibb ngày hôm nay đang có bộ chỉ số khá gần với một triple double nữa, nhưng cũng không thể nói đây là một trận đấu mà Gibb đang chơi hay. Nhà sản Dolphins sẽ cần Darius Gibb cải thiện nhiều hơn, đặc biệt là ở khả năng ghi điểm. Một tình huống trượt chân, hai cầu thủ bị trượt chân. Và Phúc Vinh vừa bổ sung thêm một cú ném trượt vào bảng start của mình. Tâm Ninh là người tiếp theo được thử độ trơn của sàn nhà thi đấu. Trong một trận đấu ở ngay sát playoffs thế này, điều kiện sân bãi chưa thực sự đảm bảo đang gây ra rất nhiều lo lắng dành cho cả hai đội bóng. Tình huống chân ngã như vừa rồi sẽ tiềm ẩn nguy cơ chấn thương là rất cao. Chúng ta xem lại tình huống di chuyển của Đinh Thanh Tâm và hai chân của anh đều bị trượt xuống sàn nhà thi đấu. Đội ngũ tình nguyện viên tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo sự khô ráo cho mặt sàn. Chân tay của Đinh Thanh Tâm. Thông số cũng khá thú vị khi mà độ ẩm được ghi nhận lúc này tại nhà thi đấu Nha Trang đang là 89%. Mồ hôi có lẽ sẽ không biết phải thoát đi đâu trong tình trạng như vậy. Và mồ hôi của cầu thủ Dolphin sẽ còn đổ nhiều hơn nữa khi mà Bruno Sakwe liên tục có những pha xử lý rất khó nhưng lại rất chính xác như vừa rồi. Sau đó nỗ lực của Tâm Đình đã không thành công. Phản công cho nhà trai Dolphins. Và kiến tạo thuộc về Phúc Vinh, người ghi điểm đó là Robert Samson. Điểm số tiếp theo của Samson ở trong trận đấu này. Khoảng cách 6 điểm vẫn là khoảng cách mà nhà trai Dolphins hoàn toàn có thể san lấp. Osakwe trên mặt là Hoàng Phúc. Bây giờ thì đối đầu với Osakwe sẽ là Phúc Vinh. Đường chuyền hay nhưng hơi khó cho January. Một tình huống chuyền bóng phải nói là rất sáng tạo nhưng nó cũng gây ra những bất ngờ dành cho người đồng đội Anthony January của Osakwe. Ta thấy đang liên tiếp phải có những nhân sự lau sàn để hỗ trợ cho các cầu thủ có được một điều kiện thi đấu ổn định nhất. Cú ném tầm xa không thành công của Tâm Đình. Hà Nội Buffalo vẫn đang tìm kiếm cú ném ba thành công đầu tiên của mình trong trận đấu này. Liệu họ có trở thành đội bóng thứ hai sau Kentucky Catfish không có bất cứ một cú ném ba thành công nào trong một trận đấu tại VB năm nay hay không? Đã từng có một trận Hà Nội Buffalo chỉ ném thành công ở một trong 22 lần ra tay ở ngoài vòng cung. Và ngày hôm nay thì họ đã ném 11 quả rồi, vẫn chưa thành công quả nào. Nếu muốn tìm một điều tích cực thì có lẽ Hà Nội Buffalo cũng khó có thể san bằng thành tích của Cần Thơ Catfish, những người đã ném 0 trên 21 những cú 3 điểm. Và đối thủ ngày hôm đó của họ cũng là Nha Trang Dolphins, cũng tại nhà thi đấu này. Buffalo cũng đang có một con số 0, nhưng ít ra họ ném ít hơn so với Cần Thơ Catfish. Đã có lỗi của Osakwe và đây sẽ là một tình huống có 3 ném phạt cho Madarius Gibb. Lỗi cá nhân thứ 3 của Udun Osakwe rồi. Anh là cầu thủ có số lỗi cá nhân cao nhất bên phía New Buffalo vào lúc này. Trong khi đó với nhà Trang Dolphins thì Võ Huy Hoàn đang phải làm bạn với băng ghế dự bị khi đã có 4 lỗi cá nhân. Vẫn còn một cú ném phạt nữa dành cho Madarius Gibbs. Cơ hội để anh giúp cho Dolphins chỉ còn kém đối thủ 4 điểm. Và Gibbs thành công ở 2 trong 3 quả ném phạt của mình. 59-63 là tỷ số hiện tại. Khoảng cách là rất mong manh khi thời gian còn lại của trận đấu là tương đối nhiều. Các cổ động viên cũng đang cố gắng tiếp sức cho nhà trang Dolphins. Bóng mùa này cũng đang thi đấu rất tốt trong trận đấu sân nhà của mình. Ném của Đinh Thanh Tâm và để ném không thành công và không có cầu thủ nào của Buffalo để tranh rebound. Thế thì Dolphins đã toàn thắng trong 5 trận thi đấu tại nhà
nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Đây là trận thứ 6. Liệu Hà Nội Buffalo có là đội bóng đầu tiên rời nhà thi đấu này với niềm vui hay không? Đây là cơ hội dành cho Phúc Vinh. Vẫn chưa có điểm số cho Phúc Vinh ngày hôm nay. Đó đã là pha ra tay thứ 8 của anh trong trận đấu này rồi. Một pha phòng thủ tốt của Maradeskip. Và cơ hội phản công cho cao thủ Nha Trang Dolphins. Vĩnh Quang có lẽ sẽ muốn chậm lại. Đồng đội vẫn chưa kịp lên điểm trợ cho Vĩnh Quang. Maradeskip một cú ném 3. Không có 3 điểm. Và bây giờ là cơ hội phản công của Tiến Đăng. Có 2 điểm được ghi bất chấp những nỗ lực phòng thủ của Robert Samson. Hôm nay thì các cầu thủ Nha Trang Dolphins họ rất chịu khó ném bà. Vẫn là phong cách ném nhanh quen thuộc của các cầu thủ được dẫn dắt đội viên về Dragon. Dolphins đã có 6 cú ném bà thành công, nhưng tính ra thì họ ném trượt nhiều hơn so với đối thủ. Họ đã trượt 22 quả. Trong khi đó Hà Nội Buffalo thì không chỉ 11 thôi. Nhưng ít nhất thì họ biết là mình đang yếu kém ở đâu và hạn chế có những cú ném một cách cầu thả và không mang lại hiệu quả. Trong suốt hiệp đầu thứ 3 thì cao thủ Hà Nội Buffalo chỉ thực hiện thêm đúng một cú ném 3 điểm để chỉ số của họ từ 0-9 thành 0-10. Hiệp đầu thứ 4 thì cũng mới chỉ có thêm một cú ném trượt nữa. Dù sao thì đây cũng là một trận đấu để các đội bóng có sự tính toán, có sự chuẩn bị cho vòng playoffs mà thôi. Yếu tố thắng thua hay yếu tố hơn thua ở đây sẽ không có quá nhiều điều quan trọng. Và lúc này chúng ta vẫn đang thấy một thế trận khá cởi mở trên sân. Không có nhiều những vấn đề ngoại trừ việc sân thi đấu đang không sự đảm bảo khi độ hầm là quá cao và các cầu thủ liên tục trượt ngã. Đây là Anthony January, người đã sở hữu double-double ở trong trận đấu này khi có được 11 điểm và 10 rebound. Nhưng cũng giống như một cầu thủ khác đã có double-double, đó là Maradeskip. Đây không thể là một trận đấu được coi là thành công. Còn tới 7 phút Sơn Minh Tâm. Nha Trang Dolphins vẫn còn cơ hội, nhưng họ cần phải biết chắt chiu những đường tấn công của mình. Không phải là với một cú ném 3 như thế này của Samson, nhưng có rebound và có block của Đinh Tiến Công. Rồi thì Đinh Tiến Công đã block được Phúc Vinh. Một sạc quê January. Cảm giác không tốt cho cú ném vừa rồi của Anthony January. January ngày hôm nay field goal đang là 5-22. Thi đấu dù có double double nhưng không thể mang tới nụ cười cho chàng trai thắng riêng được. Cú deep three tới từ Madarius Gibbs. Đó là cú ném khá khó khi trước mặt anh là Anthony January. Và hiệu suất ném ba của Nha Trang Dolphins vẫn đang tương đối thấp vào lúc này, chỉ là dưới 20% mà thôi. Đã có sự trở lại của Huy Hoàn, người có 4 lỗi cá nhân. Huy Hoàn có thể gặp vấn đề về những lỗi cá nhân, nhưng về mặt tấn công thì anh cũng đang làm tốt. Và đây là lúc mà Nha Trang Dolphins cũng cần có những cầu thủ ghi điểm hiệu quả. Hà Nội Buffalo thì cũng gặp phải những vấn đề nhất định với những tình huống phạm lỗi của mình trong hiệp 4. Bóng xuống dành cho các cầu thủ chủ nhà Nha Trang Dolphins. Chính xác là kiểm soát bóng cho Nha Trang Dolphins. Đây là Huỳnh Vĩnh Quang. Đinh Tiến Công đang cố gắng ngăn cản Madadas Gibbs. Bây giờ người ngăn cản đó là Udulo Sakwe. Và có thêm kiến tạo dành cho Madadas Gibbs, người bây giờ mới chính thức có được double-double khi đã có kiến tạo thứ 10. Sau đó thì là pha ghi điểm có cảm giác rất tệ của Đức Kiên. Xử lý không thành công của Đức Kiên và cơ hội lại đến với cao thủ Dolphins. Rất cố gắng luồn lách. Vẫn đang là Maradeskip. Thêm điểm cho Maradeskip.
Và chắc chắn là trận đấu sẽ còn rất hay sau pha ghi điểm vừa rồi của Marius Skip. Một sáng quê. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là một điểm nghiêng về Hà Nội Buffalo. Khán giả tại nhà thi đấu Nha Trang cũng đang tỏ ra khá hưng phấn. Một tình huống để rơi bóng của January. Cơ hội để Nha Trang Dolphin vượt lên. Họ cần phải chắt chiu tình huống kiểm soát bóng này của mình. Samson, Samson quyết định ném bất ngờ. 3 điểm của Samson. Cực kỳ tự tin. Khi mà chúng ta nghĩ về một sự chất chiu thì Samson lại muốn tạo ra đột biến. Một cú ném 3 cực kỳ chính xác của Robert Samson để giúp Nha Trang Dolphin dẫn trước với tỷ số là 67-65. Đó là khoảnh khắc của những ngôi sao. Chỉ những người có được sự tự tin khủng khiếp mới có thể thực hiện một cú catch and shoot nhanh đến như thế này. Và Robert Samson đã giúp cho Nha Trang Dolphins vươn lên dẫn trước ở quãng thời gian rất quan trọng trong trận đấu. Hiện đấu cuối cùng rồi. Và bây giờ những người có ưu thế lại là đội chủ nhà. Họ đang hướng tới việc giành chiến thắng thứ 6 và là thành tích toàn thắng tại regular season trên sân nhà của mình. Và một đội bóng có thể cũng đang rất quan tâm tới diễn biến trong trận đấu ngày hôm nay giữa Nha Trang Dolphins và đội Buffalo chính là các cầu thủ Saigon Heat. Nếu như ngày hôm nay Nha Trang Dolphins đánh bại Hà Nội Buffalo thì Saigon Heat ở trường hợp đó có thể nói là đội sẽ có quyền chọn đối thủ ở vòng playoff. Bởi khi đó trong trận đấu với Hồ Chí Minh City Wing, nếu họ giành chiến thắng thì Saigon Heat sẽ có được vị trí giống số 1 để gặp Thăng Long Warrior. Còn nếu họ thua thì họ sẽ có vị trí giống số 2 và sẽ gặp Nha Trang Dolphins. Khi đó thì quyền tự quyết đang từ tay của Hà Nội Buffalo sẽ được chuyển sang cho Saigon Heat. Và như những gì chúng ta đã từng thấy về việc cầu thủ Saigon Heat cũng đánh giá rất cao Nha Trang Dolphins, thì có lẽ nếu được họ cũng sẽ muốn tránh phải đối đầu với Nha Trang Dolphins ngay ở vòng đấu bán kết. Đó là những câu chuyện rất thú vị. Và đó là câu chuyện của tương lai. Tương lai gần. Còn ở thời điểm hiện tại thì khoảng cách 2 điểm chưa nói lên quá nhiều điều. Ít nhất là mang tới sự hưng phấn cho Dolphins mà thôi. Đây sẽ là pha kiểm soát bóng của Hà Nội Buffalo và phòng ngự rất sát. Vĩnh Quang là người bị thổi phạt. Lỗi cá nhân của số 84 trong tình huống mà anh cùng với Võ Huy Hoàn đã cố gắng để ngăn cản Đinh Tiến Công. Dù sao thì lỗi của Vĩnh Quang cũng sẽ không phải một vấn đề. Vì đây cũng chỉ mới là lỗi đầu tiên của Vĩnh Quang. Và có thể Nha Trang Dolphins cũng sẽ muốn sử dụng bớt số lỗi đồng đội của mình ở hiệp đấu thứ tư để có thể đổi lỗi lấy thời gian trong những diễn biến cuối của hiệp đấu này. Cú ném nhanh của Tiến Công. Không có điểm, ai sẽ đi vào? Đó là các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Bóng trong tay của Marius Gibb. Samson đã di chuyển ra điểm trợ, một pha pick and roll. Samson có 2 điểm cho Robert Samson. Liên tiếp là những điểm số của số 13 bên phía Nha Trang Dolphins. Osakwe dẫn bóng rất nhanh. Chuyển cho January. Hơi khó. Không có điểm của January. Đúng là January đang thi đấu thế này thì quả thực là Hà Nội Buffalo gần như chấp hồn gọi mình. Và vẫn đang có thêm những điểm số. Huy Hoàn không có bất cứ vấn đề nào về mặt tâm lý khi đang sở hữu foul trouble cả. Và vừa rồi anh đã có pha ghi điểm để giúp cho Dolphins bây giờ tạo ra khoảng cách là 6 điểm so với các vị khách. Sơn Minh Tâm sau khi cướp được bóng của January đã quay ra đối thủ và có một tình huống toan tình. Có thể nói là tâm lý thi đấu của Nha Trang Dolphins lúc này đang là cực kỳ tốt. Và khi tốt như vậy thì họ sẵn sàng tìm cách để cho ngôi sao số 1 bên phía Hà Nội Buffalo cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Một ngày thi đấu rất tệ tới từ Anthony January. Chúng ta không thể nhận ra được một January bùng nổ trong phần lớn mùa giải năm nay, khi mà ngày hôm nay Anthony January đang chơi vô cùng nguội tay. Marius Gibb đang muốn kéo January ra ngoài. Tiến vào trong. Ném thiếu lực của Marius Gibb. Lấy bóng thành công. Huy Hoàn không có điểm cho Võ Huy Hoàn. Nhưng Võ Huy Hoàn cần phải rất cẩn trọng với những pha tranh bóng như kiểu vừa rồi. Một lỗi nữa thôi thì anh sẽ được nghỉ sớm hơn các đồng đội. Và có vẻ như vừa rồi là tình huống trọng tài đã xác định lỗi của Huy Hoàn. Đó là lỗi thứ 5 của Huy Hoàn. Khi mà các cầu thủ Nha Trang Dolphins đang có được một tâm lý tốt thì có vẻ như Huy Hoàn lại quên mất rằng trong niềm vui chung của đội bóng thì anh vẫn có những
nỗi lo cá nhân. Và nỗi lo cá nhân ấy bây giờ đã ập đến với Huy Hoàng, thì anh sẽ phải ngồi ngoài trong những phút còn lại. Huy Hoàng là cầu thủ đã phải tắm sớm trong trận đấu ngày hôm nay. Và 3 phút 30 giây còn lại, nhà trai Dolphins sẽ phải rất cố gắng khi thiếu đi một nội binh biết cách ghi điểm như là cầu thủ mang áo số 2. Giờ sẽ là cơ hội kiểm soát bóng dành cho Hà Nội Buffalo và có một turnover rất đáng trách tới từ Đinh Tiến Công và Đinh Thanh Tâm. Công Đinh cùng Tâm Đinh đã có một pha phối hợp không tốt và đó là turnover thứ 12 của Buffalo trong trận đấu ngày hôm nay. Nhà trai Dolphins có thể gia tăng được lợi thế của mình. Phúc Vinh, Phúc Vinh thì vẫn chưa có điểm. Vẫn có những vấn đề nhất định của nhà trai Dolphins. Và điều đó đồng nghĩa là cũng vẫn còn cơ hội cho Hà Nội Buffalo. Một tình huống cầu lỗi thành công của Anthony Gianori. Ngày hôm nay Robert Sampson và Anthony Gianori va chạm với nhau liên tục, nhưng bây giờ mới là lỗi cá nhân thứ hai của Robert Sampson mà thôi. Điều này cho thấy khả năng phòng ngự của Sampson ngày hôm nay là ấn tượng như thế nào trước một chuyên gia tấn công, một shooter hạng nặng như là Anthony Gianori. Phạt thành công của Gianori. Tỷ số là 67-71. Cướp bóng của Gianori, cơ hội để úp rổ. Thêm 2 điểm nữa. Nhà trai Dolphins không được phép chủ quan. Và bây giờ thì có lẽ Sơn Minh Tâm sẽ phải suy nghĩ lại về tình huống khiêu khích Gianori trước đó, khi mà có vẻ như anh vừa châm ngòi cho một quả bom có sức công phá khá lớn của Buffalo. Những gì diễn ra trong khoảng 5 phút gần đây cho thấy được sức nóng dành cho nhà trai Dolphins. Họ đã chơi rất cháy, nhưng đừng để sức nóng đó, độ cháy đó tự thiêu chính bản thân mình. Những pha xử lý sai lầm liên tiếp của nhà trai Dolphins đang khiến cho lợi thế mà họ có được dần tan biến. Bây giờ khoảng cách lại là rất xí xào rồi, và mọi chuyện sẽ là cực kỳ khó lường khi mà bên phía Hannover Buffalo họ đang có một Anthony Gianori đang thi đấu với một tâm lý bị khiêu khích. Người đã bị Sơn Minh Tân khiêu khích và vừa rồi steal thành công, đồng thời ghi 2 điểm rất quan trọng. Nhà trai Dolphins có lẽ cũng rất muốn bảo vệ thành tích toàn thắng sân nhà của mình. Nó sẽ là một động lực quan trọng để họ tiến vào những trận playoff, dù cho đối thủ là ai. Tất nhiên rồi, đây là trận đấu cuối cùng của cả hai đội trước khi bước vào playoffs. Họ đều mong muốn có được một bàn đạp, có được một cú hích tốt để hướng tới vòng bán kết, và xa hơn là tham vọng cho danh hiệu của VBA mùa giải này. Anthony Gianori đã trở lại trong những tình huống xử lý gần đây. Cách biệt chỉ là 2 điểm thôi, 71-69. Và thời gian còn lại của trận đấu khoảng gần 3 phút nữa. Bóng trong tay các cầu thủ nhà trai Dolphins. Cơ hội ghi điểm. Và đó là những điểm số của Sampson, người đã có liên tiếp những điểm số quan trọng trong hiệp đấu thứ tư. Đinh Thanh Tâm. Đinh Thanh Tâm cũng là một vị trí mà Hà Nội Buffalo đang cần phải tỏ ra hiệu quả hơn. Việt Hoàng. Đinh Thanh Tâm đối đầu với Sơn Minh Tâm. Tiếng còi đã vang lên và đó là một tình huống phạm luật chạy bước. Trong khoảng thời gian quá nhạy cảm của trận đấu này thì hai đội lại thay nhau có những sai sót. Những sai sót phải nói là không xứng đáng xuất hiện một chút nào. Và có lẽ kết cục của trận đấu này sẽ được định đoạt ở yếu tố đâu là đội bóng mắc ít sai lầm hơn mà thôi. Ngày hôm nay không thể nói là một trận đấu tốt của cả Dolphins lẫn Buffalo. Xử lý của Phúc Vinh, giữ bóng hay. Sơn Minh Tâm, đường chuyền, đó là một lựa chọn chính xác. Sơn Minh Tâm không nên đối đầu với Gianori khi mà bên cạnh là một người đồng đội có khả năng ghi điểm rất tốt như Robert Sampson. Chắc chắn là không nên đối đầu với người mà mình vừa khiêu khích xong. Anthony Gianori lại thất bại trước màn đối mặt với Robert Sampson. Ném từ khá xa,
và ra tay không thành công của Huỳnh Vĩnh Quang. Sakue là Osakue tiến vào trong để thực hiện một cú ném hai. Rõ ràng là các thủ Hà Nội Buffalo đang không tự tin cho những cú ba điểm. Các cổ động viên đang muốn chỉ cho trọng tài thấy rằng vừa rồi thì Januri đã có một pha ngáng chân cầu thủ của Dolphin. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Samson kích ra ngoài. Quang sẽ không vội. Vẫn đang là Huỳnh Vĩnh Quang. Pump fake. Đường chuyền. Maradeskip. Ghi điểm tốt của Maradeskip. Dolphin vẫn đang làm rất tốt trong khoảng thời gian cuối của hiệp đấu thứ tư. Và đó là một tình huống đột phá dũng mãnh của Odun Osakwe. Đây là tình huống ghi điểm trước đó của Gibbs và ngay lập tức có câu trả lời với pha bứt tốc tới từ Odun Osakwe và N1 cho cầu thủ bên phía Hà Nội Buffalo. Cơ hội vẫn chưa hết với Buffalo. Khoảng cách bây giờ là 7 điểm mà thôi, 77-70. Tình huống chủ động bắt tráp sớm của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đối đầu với Osakwe. Gip lại rơi vào tình huống bị double team. Có lỗi. Lỗi của Đinh Tiến Công và sẽ là những quả ném phạt. Lúc này thì cả Buffalo và Nha Trang Dolphins đều đã phạm 4 lỗi đồng đội. Đó là lỗi cá nhân thứ tư của Công Đinh rồi. Lỗi cá nhân thứ tư của Đinh Tiến Công. Thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn tính bằng giây, chưa đầy 1 phút nữa. Và Nha Trang Dolphins đang ở rất gần với chiến thắng. Chiến thắng để giúp họ duy trì mạch trận bất bại trên sân nhà của mình ở regular season. Và cũng giúp cho đội bóng này có được một sự chuẩn bị rất tốt cho vòng playoffs ở trước mắt. Trong khi đó với Hà Nội Buffalo thì mục tiêu trở thành đội bóng dẫn đầu sau regular season lần đầu tiên trong lịch sử lại đang xa vời đối với thầy trò huấn luyện viên Eric Rashad. 9 điểm cách biệt. Thời gian thì cũng không còn quá nhiều. Osakwe. Đinh Thánh Tâm vẫn chuyển. Đinh Thánh Tâm gần như không tấn công rổ trong khoảng 4 phút cuối. Và lại thêm một đợt tấn công nữa bị phung phí bởi Hà Nội Buffalo. Bây giờ thì Dolphin hoàn toàn có thể chủ động chơi chậm. Những tình huống giữ bóng để kéo dài thời gian. Sơn Minh Tâm vẫn giữ được bóng. Vĩnh Quang đường truyền cho Samson. Osakwe đã có lỗi. Cũng là lỗi cá nhân thứ tư của Osakwe. Và với khoảng thời gian mà Dolphin vừa thiêu đốt được thì họ đang ở rất gần với chiến thắng rồi. Đây chỉ là những nỗ lực mang tính tuyệt vọng của Hà Nội Buffalo mà thôi. Họ buộc phải đổi lỗi lấy thời gian. Nhưng mà thời gian thì cũng không có nhiều để mà đổi. Cú ném phạt rất tốt của Robert Samson. Và có lẽ anh sẽ chấm dứt những hy vọng cho đội khách ở đây. Một ngày thi đấu mà Robert Samson ghi 35 điểm. Dù cho trong cả hiệp 1 anh không có bất cứ một pha ra tay chính xác nào. Tiến Dương. Bánh shot không thành công của Tiến Dương. Và cao thủ Dolphin cũng đã muốn dừng lại. Hà Nội Buffalo thì cũng sẽ không cố phạm lỗi nữa. Rất có thể vào ngày 8 tháng 9 tới thì Hà Nội Buffalo sẽ lại là gương mặt làm khách tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang. Khi mà bây giờ họ sẽ không còn quyền tự quyết cho vị trí hạt giống số 1. Chiến thắng dành cho Nha Trang Dolphins, họ cũng sẽ không thay đổi vị trí hạt giống số 3 của mình. Tuy nhiên họ đã tạo nên một bước ngoặt có thể rất quan trọng ở chặng cuối mùa giải. Khi mà bây giờ vị trí hạt giống số 1 có thể sẽ rơi vào tay của cao thủ Sài Gòn Heat. Và nếu như kịch bản anh Huy vừa vẽ ra thành hiện thực thì rõ ràng ngày hôm nay Nha Trang Dolphins đã cho thấy họ có đủ những nhân tố để có thể ngăn cản Hà Nội Buffalo. Cần phải nhớ rằng đây là trận đấu mà Dominic Thâm không hề được đăng ký thi đấu mà Nha Trang Dolphins vẫn giành chiến thắng. Và bài toán dành cho Hà Nội Buffalo trong vòng bán kết playoffs sẽ là vô cùng khó giải. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với màn phỏng vấn cho MVP của trận đấu này, không ai khác ngoài Robert Samson, cầu thủ đã có 35 điểm và 17 rebound ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, một màn bật ngược thực sự là quá đỗi ngoạn mục của chủ nhà Nha Trang Dolphins, và họ đã khiến cho Hà Nội Buffalo chưa thể có được vị trí dẫn đầu lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Còn Dolphins thì có một bước chạy đà quá tuyệt vời với màn comeback cực kỳ mạnh mẽ này. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của MVP trận đấu ngày hôm nay, Robert Samson. Hãy xem anh nói gì sau khi cùng với Dolphins có một màn ngược dòng quá đỗi ấn tượng. Hi Robert, congratulations, amazing game. The comeback is spectacular. How do you feel right now? I feel amazing right now. You know, we wanted to get this win for the last hometown, you know, home game in regular season. So we're trying to get the, you know, go up and rise in every occasion. So right now we're feeling pretty good as a team. And it's not just about me, it's about the tower work that we put as a team. You know, Don wasn't here, but, you know, he's a crucial part of our team. You know, but everybody crowd up and we got the win today. Yeah, Nha Trang Dolphins clinch the third seed in the playoff. Are you satisfied with your performance and your team performance in this season? And the job's not done, you know. We're taking steps, so we're gonna keep on working in the practice and keep on working hard and, you know, try to give the fans what they want. So in the playoff, which team do you want to play, Heat or Buffalo? It doesn't matter. It doesn't matter. We're trying to stay focused as a group, and whoever we play. Yeah, thank you and enjoy tonight. Thank you, Robert. Vâng, đó là những chia sẻ rất nhanh của Robert. Tôi cũng không muốn giữ anh ấy lâu hơn vì lúc này các fan của Dolphin đang chờ đợi màn chụp ảnh ở cuối mùa giải. Robert cũng nói rằng mọi thứ khởi đầu rất là khó khăn, họ không có được sự nhập cuộc tốt. Nhưng sau đó thì như nhiều lần khác, Dolphin vẫn luôn cùng nhau sát cánh và họ đã có được một màn comeback quá đỗi ấn tượng. Câu hỏi thứ hai thì Robert Samson cũng đã nói rằng anh ấy cũng có nhiều điểm muốn cải thiện ở giai đoạn mùa giải năm nay, nhưng mà những gì đã diễn ra rồi thì cũng không có gì phải nuối tiếc nữa cả. Khi mà tôi hỏi rằng anh ấy có hài lòng với màn trình diễn của bản thân và đội bóng hay không. Và câu hỏi cuối cùng thì khi được hỏi về đối thủ sắp tới ở playoff, Robert Samson đã nói rằng cũng không quan trọng, đội nào thì cũng sẵn sàng chiến thôi. Và rõ ràng là với phong độ đang rất đỗi ấn tượng hiện tại thì các Aqua fan hoàn toàn có thể tin tưởng vào Dolphins. Còn với Buffalo thì lúc này họ lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử về đích ở vị trí dẫn đầu regular season. Và vị trí dẫn đầu regular season sẽ được ấn định bởi đội nào thì câu hỏi đó sẽ được trả lời với chúng ta vào ngày mai khi mà Sài Gòn Heat gặp Hồ Chí Minh City Wings trong trận đấu cuối cùng của regular season VBA. Và quý vị đừng quên, những diễn biến của trận đấu sẽ có vào lúc 19:30 trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Còn bây giờ thì rất cảm ơn và hẹn gặp lại.